Em thường hay vào xem Facebook của những người hơn mình và em thấy ghen tị đến mức stress luôn. Thực ra thì đấy là một cái mặt xấu của mạng xã hội hiện tại. Chúng ta thường là thích thể hiện những cái điều tốt đẹp nhất, điều tuyệt vời nhất đến với mạng xã hội. Nhưng mà đấy là cái chủ đích tích cực của người đăng. Nhưng đôi khi những điều mà chúng ta nghĩ là tốt thì lại vô tình làm tổn thương một ai đấy. À, giống như là khi mà Thục Anh còn trẻ, khi mà Thục Anh nhìn thấy hay là Thục Anh được xem những cái bộ phim ấy về gia đình hạnh phúc chẳng hạn, nhìn thấy bố mẹ yêu thương nhau rồi nâng niu đứa con chẳng hạn, thì chảy xoa mắt mình chảy ra rất là nhiều nước mắt, mình cảm thấy rất là buồn bởi vì tự nhiên mình có một cái gì đấy chạnh lòng chẳng hạn. Tại sao người ta lại hạnh phúc như thế, người ta có những cái hạnh phúc rất là giản đơn. Đó chính là một trong những cái tâm lý khi mà chúng ta nhìn thấy ai đó có cái gì hơn chúng ta, những thứ mà chúng ta không có, thì chúng ta, một là chúng ta sẽ sản sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực. Thứ nhất là có thể chúng ta ghen tị, thứ hai là chúng ta có thể cảm thấy tự ti về bản thân mình. Đó là một cái thói quen không được tốt cho lắm. Sau này khi mà Thục Anh bắt đầu sửa lại những thói quen của mình hiểu rằng là trên thế gian này tất cả mọi người ai cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Tất cả mọi người đều sẽ có những cái điều tốt đẹp. Chỉ là khoảng thời gian nhận được những điều tốt đẹp của người này với khoảng thời gian mà mình nhận được những điều tốt đẹp nó hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta có những cái cách rất là riêng biệt để nhận những cái điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Chính vì vậy thì khi mà thấy ai đó hạnh phúc, thấy ai đó có những cái điều tốt đẹp xung quanh trong cuộc sống của họ thì Thục Anh sẽ thầm chúc phúc cho họ. Mình biết ơn cuộc đời vì đã cho mình được nhìn thấy những cái người mà sống hạnh phúc như thế, những cái người mà sống đủ đầy đến vậy. Dần dần thì Thục Anh không còn cái tính là tự ti hay là ghen tị khi mà nhìn thấy ai đó hơn mình nữa. Và mình chuyển hóa dần bằng cái sự yêu thương và bao dung. Mình thương người ta, mình cảm thấy hạnh phúc hộ người ta khi mà mình thấy họ có một cái cuộc sống tuyệt vời như vậy. Và dần dần thì mình ngưỡng mộ và mình bắt đầu đặt mục tiêu trong cuộc đời làm thế nào để mình có được những cái điều tuyệt vời như thế trong cuộc sống này, hoặc có những cái điều tuyệt vời tương tự như thế trong cuộc sống này. Thì đó là một cái cuộc hành trình chuyển hóa. Khi chúng ta còn trẻ chúng ta sẽ rất dễ chạnh lòng, nhưng mà những cái điều tuyệt vời mà chúng ta được nhìn trên cuộc đời này nó thật sự đó là một cơ hội. Sẽ đến một lúc nào đấy khi mà bạn bắt đầu nhìn thấy những cái điều không được tuyệt vời cho lắm, bạn cũng sẽ cảm thấy không hạnh phúc. Chính vì vậy khi mà bạn nhìn thấy những điều tuyệt vời xảy ra xung quanh, chúng ta hãy tranh thủ, hãy hạnh phúc. Bởi vì có cơ hội được nhìn thấy những điều như vậy. 2 năm vừa rồi, Thục Anh được chứng kiến rất là nhiều những cái điều không còn tuyệt vời nữa. Có những người chết rất là trẻ, và cũng có rất là nhiều người chia tay, có rất là nhiều người không hạnh phúc, có rất là nhiều người bị áp lực. Và Thục Anh nhận ra rằng là liệu đó có phải là một thế giới mà mình mong đợi được sống trong thế giới như vậy hay không? So với một thế giới mà mình nhìn thấy tất cả mọi người đều hạnh phúc, hay là tất cả mọi người đều giàu có, hay là tất cả mọi người đều đang thể hiện là họ đang ổn, thì với một thế giới mà mình nhìn thấy ai cũng đau khổ và bệnh tật, thì thế giới nào mình sẽ muốn sống trong hơn? Vậy thì khi mà vẫn còn cơ hội được chứng kiến tất cả mọi người xung quanh ta được sống hạnh phúc và đủ đầy, thì chúng ta hãy biết ơn và nguyện cầu những cái điều tốt đẹp nhất đến với họ.